em ở bên Mỹ về. Rồi. Cái em vô nhà tắm của ba, cái em té chờ chị á. Thì một năm sau em té xong thì em về Mỹ nó không bị gì hết. Rồi cái tới mùa hè cái nó đau. Đau sau đó nó đau đúng một năm. Cái nó lại hết. Rồi em về đây lại. Em lại đi với ông xã khi bị té xe Honda, nhưng mà không phải đang chạy mà té, đang đứng vậy thôi, nhưng mà ổng lên cho ổng bị trượt cái chiếc xe Honda ngã xe, và cái hai người té qua một bên vậy thì em chống cái tay vậy thì là nó không đau liền, nhưng mà khi em về Mỹ lại tới tháng tư lại thì nó lại đau, đau suốt một năm vậy luôn. Em cái em đi tới bác sĩ thì bác sĩ cho em đi MRI. MRI xong bác sĩ bảo là bây giờ chị có quyền chọn là đi vật lý trị liệu, là kéo người ra. Thì em kéo đúng một năm trời, rồi sau tới trở lại bác sĩ gia đình nói là em có thể chích, em có thể lựa chọn. Khi em nói lựa chọn chích thì em không muốn chích, nó có thể vô trong gan trong tim gì đó, ông nói vậy. Thì em nói là vậy thì em không muốn chích, nhưng mà em muốn đi vật lý trị liệu tiếp, thì ông vẫn cho em đi tiếp, nhưng mà nó không có được gì hết trơn, nó vẫn đau mà gần lắm, em phải bò vô em đi vệ sinh cho em không thể nào đi được. Thì bác sĩ nói bây giờ phải mổ thôi, tại vì cái chân em nhỏ bị te lại. Ông nói là nếu mà không vậy thì chị không có thể đi được. Thì em không có đường lựa chọn, thì mà mổ cách đây đúng vậy là ngày 10 tháng 10 năm 2019, để đúng bây giờ là được 3 tháng mấy ngày. 2018 chứ. À 2018 mà bây giờ là đúng 3 tháng 5 ngày. Bây giờ chị mổ rồi đúng không ạ? Dạ. Chị có thể biểu diễn cái cách mà lúc trước chị bò như thế nào được không? Chị có nhớ lại cái... Chồng em dắt em đi chứ em cũng không đi, là em có thể là dậy thôi chứ em không có thể nào mà em đi, hay là đi vô trong nhà vệ sinh là em có đi được. Bên này luôn mà đêm lại nằm là em không nằm ngủ được, em chỉ có lấy cái gối em chổng cái đầu em xuống dưới thảm, em nhổng cái đít lên em mới nằm được, không cách nào em có thể nằm nằm xuống được hết trơn. Ở đây cũng vậy đó hả? Dạ. Giờ ví dụ đi nằm cũng mấy là nằm như tư thế mới nằm được hả? Dạ không. Lúc mà mổ rồi thì nó không đau nữa. Nhưng mà trước đó nó đã bị tê rồi, thì bác sĩ nó chèn quá rồi, giờ không còn được lựa chọn đâu. Thì em mới roi lại thêm một lần nữa, vậy là hai lần em roi lại. Thì bác sĩ nói giờ bây giờ chị chọn đi, chị để lâu rồi nó sẽ cái tao cái chân của chị. Nhưng mà mổ là mổ sao? Mổ là bác sĩ chỉ có nói với em là chỉ có clean up thôi, không có bắt ốc vít bắt quần. Bây giờ là trước tiên là ông chỉ có mổ ra, thì ông nói ông chưa bao giờ thấy cái ca mổ, chưa bao giờ mà nó bị mà nhiều giống những cái chất trong đó, cặn bã nó rất là dơ. Thì ông nói bây giờ ông chỉ có đầu tiên là phải clean up cho em thôi. Chứ nếu mà sau này em đau lại á thì em vẫn trở lại cho ổng á, để ổng mổ nữa. Là mổ nữa, chứ bây giờ thì chưa có bắt ốc chích gì hết chứ. Rồi, học hôm qua giờ là bắt đầu thực hiện những năng chưa? Dạ, những năng rồi. Được rồi, tốt rồi. Đó, cái đó, điều đó là quan trọng nhất. Dạ, hết không khí luôn rồi. Rồi, dạ, chuyện đá. Chuyện đá hồi tối hôm qua ở hotel luôn. Rồi, dạ. Rồi thấy qua một cái ngày vậy là thấy biết nó chuyện đỡ gì? Dạ, nó đỡ khi em đi á, nó nhẹ. Dạ, chứ hôm qua là ngồi anh phải đập vậy chứ. Là thấy đập rồi ha. Dạ, giờ là bớt đập rồi ha. Dạ, ok. Rồi, quay cái lưng lại. Tròn cái tay ra đây. Rồi cái kia móc lên. Đó. Rồi, đổi tay. Ồ, cái này cũng giống nhau vậy ha. Ok, được rồi. Rồi, em làm tay. Và mọi người nhớ là khi mà cái đốt sống lưng thì nó bị ảnh hưởng đến sống cổ. Mình rất tiếc là cái những phương pháp của mình, nếu như mà trong trường hợp mà được phổ biến rộng rãi là những người mới bị mắc bệnh mà mình xử lý ngay thì không có cái chuyện gì mà trầm trọng. Không phải để cho tới chuyện rồi phải dùng thuốc men, rồi phải mổ, xẻ, rồi làm đủ thứ chuyện. Nhưng mà cuối cùng cũng không có giải quyết được gì. Nó cũng bị lại nữa. Và như vậy là em biết cái phương pháp này qua trên... Em lên trên mạng, em coi trên mạng rất là nhiều lần. Rồi em nói ông xã là phải đưa về bên đây. Thì chị em mổ rồi mà em vẫn tê, em khó chịu lắm, không có ngồi được dưới đất đâu.
là những cái bắt đầu từ cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, mình trượt té đó. Cô này trượt té nhà tắm. Cũng như mình ở quê mình đi mấy cái đất đai mà nó trơn á, mình trơn cuộc mình trơn cái là nó chấn thương cái là nó bị ngay cái cuộc sống lưng. Từ cái chuyện nhỏ mà nó ra to. Cái điều quan trọng nữa là khi mà điều trị cái này xong á, thì em không bao giờ bỏ cái chuyện mà từ bỏ cái chuyện mà nhịn ăn nha. Tức là phải giữ gìn luôn cái chuyện nhịn ăn, rồi hút không khí, rồi chuồn đá liên tục, để cho nó mình đừng có cái cơ hội mà tái trở lại ha. Sát vô ha. Đều. Rồi em xích vô chút xíu nữa. Đó, đi co vậy, rồi kéo thẳng giờ thẳng ra nha. Rồi kéo thẳng căng ra, rồi mới gạt mạnh. Đó đúng rồi đó. Rồi quay lên lại đi. Cho nó
giờ mình làm cho mềm cái lưng này nè, thấy chưa? Đó. Rồi ép vô thả ra, ép vô thả ra. Khi không hít thở sâu, khi em ép vô nè, bệnh nhân thở ra. Nào khi em kêu vô, bệnh nhân hít vào, rồi ép vô thở ra, rồi hớp vào thở ra, đó hớp vào thở ra. Thấy chưa? Bắt đầu nó dẻo rồi chưa? Hớp vào, thở ra. Hớp vào, thở ra. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, móc cái chân này vô đây, đưa cái chân này. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cứ bỏ điện thoại ra. Hôm nay với mình nha, chỉ bị lên chữa bệnh nhớ là bỏ hết điện thoại. Rồi, bóp ví ra khỏi người. Rồi, đẩy lên. Rồi, không có đây này, không có đụng này. Đụng là đụng cái tên đây nè. Kéo cái này nè, còn cái này thì đẩy qua đây. Rồi, 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 thở ra, hớp vào, thở ra, hớp vào, thở ra, hớp vào. Hôm nay mình đẩy thẳng, con này bị dậy nghiêng, thấy chưa? Rồi, rồi gạch cái đấy. Rồi, xong rồi bước xuống, đổi cái tay trên con kia. Cứ làm đi, làm theo gương mặt người bệnh kìa. Bỏ chân người ta sẽ dướng người chân rồi. Làm cái tự gài luôn kìa. Đau, đau thì nhìn cái mặt này, bà này mới chịu đau được mà em vừa lo gì gì. Đây nè, thấy chưa? Rồi, nhấc giò lên. Không. Làm gì? Rồi, bắt đầu dán ra gác lên. Tiếp chân em không có đẩy vô đầu gối ta. Tại khi em đẩy này vô, cái này thì em kéo ra nè. Còn cái này em đẩy vô nè, hiểu không? Rồi. Khi ép vào là thở ra, khi để ra là hớp vào. Đừng có sợ có đau. Không có đau đâu, em đau á. Ừ, xếp vô. Bà này bà dội lắm. Đó, rồi. Sao nữa? Ngồi xuống làm chứ. Rồi. Ép sâu vô. Bây giờ bắt đầu cái cuộc sống qua mềm rồi. Cô này hôm nay đỡ, hôm qua bà vào lớp bà ngồi không được. Bà đau bà như nhổm nhổm suốt. Rồi, xong rồi lấy ra. Bây giờ bà nằm sướng quá. Rồi, nằm thẳng ra, nằm thẳng người thẳng ra, thẳng ra, thẳng ra. Rồi, em tới đây, quỳ xuống. Rồi, rồi đặt bụng, chỉnh như này đây. Rồi, chất lên. Cứ đặt vô cho nó chết bụng cái đi. Đó, rồi, thở ra, đó, đúng rồi, em tránh qua đây nè, em đứng qua đây nè. Yeah. Thì như vậy là khi mình làm cái động tác này thì cái lưng này nó mềm ra, thấy không? Dạ, hôm nay là 8 rồi, xong rồi. Rồi, chị nên úp mặt dưới đây. Đừng sắp lại. Đó. Cũng lười hả? Rồi. Chân xuống lên, lại lưng con lên. Cái chân dưới đây. Cái chân dưới đây.
giờ không giỏi cũng đâu được đâu. Giờ vô thế rồi. Đó mà đi bệnh viện là đi bác sĩ đâu có làm giải quyết được mà bệnh càng ngày càng nặng thế. Mà thực ra mấy cái động tác này nếu mà họ làm, họ mà được học là đàng hoàng họ làm thì giúp cho dân biết bao nhiêu. Đâu có tốn đồng tiền thuốc nào đâu, chỉ có tốn công lao chứ mà mình phải thực hiện mấy cái bài tập thôi. Rồi được rồi, đốt chân vô. Học vô, đúng rồi. Mà khi tụi em để ý, mà khi mà móc chân vô á, mà không có chuyện gì á, chị này chị đỉnh bơ là ok rồi. Mạnh nữa. Đó, đúng rồi, mạnh. Đúng rồi. Vậy quất nghe cái rốt rồi được. Rồi. Đó. Vô rồi đó. Rồi. Rồi. Rồi bắt đầu cho xuống từ từ. Rồi xuống. Chân nó là nhúng từ từ, chứ không nhúng mà dài dội vậy. Ép chân từ từ xuống. Ép từ từ xuống. Đó, được rồi. Bây giờ ép chân từ từ xuống. Chân. Chân xuống từ từ. Ép cái chân của chân và mông. Ép chân. Ép chân và mông. Em ngả cái người em ra phía trước. Rồi, được rồi. Chị ngồi dậy đi. Em đứng bên sau nha. Rồi. Ngồi dậy. Rồi, quay mặt vô đây nè. Ngồi dậy, quay mặt vô đây nè. Quay vô đây nè. Đúng rồi. Rồi, tới nữa. Rồi, xếp hai chân xuống. Rồi, ngồi xuống. Nè, không có ăn gói, mà lấy cái chân đi. Chân như vậy nè. Thì thế mà làm ở đây á, thì em quỳ xuống đi. Quỳ xuống, đút hai chân vô đây. Đây, rồi, ok. Rồi. Móc tay qua đây. Móc hai cái này qua đây. Rồi, ngã ra. Ngã cái đầu em rồi. Ngã ra. Đó, rồi. Gần mắt. Dết. Dết. Nãy á. Rồi, đứng đây. Rồi, nằm ở đây. Rồi, nằm đầu quay ở đây. Rồi, dậy đi. Xuống phi vô em. Phi vậy? Cho anh phi. Đừng quay được, đừng quay đi, kiểm soát được. Xin lên đi chút xíu, bà đi bây giờ mổ rồi. Rồi, ok. Rồi. Rồi, quay trở lại. Đưa hai chân ở đây. Ngày mai em đã được học cái kỹ thuật này. Rồi. Nếu mình ngày mai học kỹ thuật này, bật ngũ bội tâm kinh. Rồi, bây giờ ngũ bội tâm kinh. Rồi coi lên trên, nó thấy trên mạng, nó thấy ngũ bội tâm kinh chưa? À, thích lắm đó mà, đúng không? Bây giờ mong chờ để đây để được bấm ngũ bội tâm kinh. Đúng rồi. Cười em mỗi lần mà đau chứ cười lên. Cười lên em ơi, cười lên dấu mắt tuôn lệ rơi. Và đặc biệt đó mọi người, khi học cái này á, là cái hay của ngũ bội tâm tinh nó là gì? Tức là khi bấm ngũ bội tâm tinh á, là rất đau, nhưng mà khi đi đứng lại thì nó để rất dễ chịu. Nó có một cái độc đáo đó. Rồi, bước xuống được rồi đó. Ngồi lại, mình về. Rồi, thẳng lên, rồi xin kia. Rồi. Bây giờ khoan, bước xuống đã rồi, cứ
thấy là sau khi mà làm cái động tác được thấy cảm giác trong cơ thể sao? Nghe nó nhẹ. Nghe nó nhẹ ha. Nghe nó nhẹ nhiều ha. Rồi giờ đứng dậy đi, đi mạnh bạo lên. Phải luôn rồi. Rồi chạy, đi chạy. Nhẹ nhàng vậy ha. Nhắc người vậy hết. Nhấc chân được rồi. Nhấc chân được rồi. Quay lại đây. Quay bên kia rồi chạy. Nhấc chân lên, nhấc cao chân vừa đi và nhấc cao chân, nhấc cao chân. Sáng đi lùm cung nha. Những cái điều quan trọng là giờ cô chạy được rồi, nó chạy đi. Thôi, sao anh không chạy bây giờ? Có cảm thấy tiếc khi mà ông xã không có mặt để chứng kiến giây phút này không? Dạ, tại vì ông không hiểu. Nhưng mà ông nhìn là ông hiểu ha. Không thấy kết quả là được rồi. Thôi, trước mắt là vậy đi ha. Rồi, nhớ là không bao giờ quên mấy cái điều tôi dặn. Nhịn ăn, hút không khí chùm đá. Mấy cái đó mới là vấn đề cơ bản. Ok, xong rồi. Cái này lâu lắm rồi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.